Xin chào các anh chị. Đó, hôm nay buổi sáng trên sân thượng. Đó, hôm nay đợt này sân thượng nhà em có chồng ở qua. Đây, mẹ của em đây. Mẹ ơi, mẹ của em. Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn xem cái vàng củ hoa của nhà mình. Đó, mình nói cái vàng củ hoa nghe cho nó xâm tụ một chút ha. Nhưng mà không phải là một vàng đâu. Nó chỉ có 2 giây thôi mà nó ra trái được như vậy nè các bạn. Đó. Đây là củ hoa này là đây cái củ hoa loại này là mình mua đây. Đây các bạn. Đó. Củ hoa này. Đó. Đây mình trồng 2 giây nha các bạn đây. Trái nó giống nhau nha. Trái giống như trên hình luôn mà. Đây mình giới thiệu các bạn xem đây là các bạn biết không, ở đây cái củ hoa này là cái trái nó ra cũng thấy cũng được lắm nè. Đó. Mình trồng 2 giây thôi. Tại vì mấy đợt trước á mình trồng nhiều á 6 giây nên trái nhiều quá ăn cũng không có hết. Nên kỳ này mình trồng 2 giây thôi. Cái củ hoa này là mình để mình hầm thịt cũng ngon dữ lắm nè. Đó. Nhưng mà cái củ hoa này là mình ngắt ngọn ở lá thứ tư nha các bạn. Đây mình trồng ngắt ngọn ở lá thứ tư. Đây một bụi này. Đó, với bụi này. Đó, mình trồng có 2 giây thôi. Đó. Quá trời mình, luôn. Ngắt ngọn ở lá thứ tư cái nó cũng ra ngọn nhánh nhiều quá. Thôi, trái này nó trộn một chỗ mà nó ra 2 trái luôn rồi mà. Chỗ ra 2 trái. Nhưng mà cái củ hoa này của mình trồng các bạn mình thấy là nó cũng không có bị vàng trái. Nhưng mà có nhiều bạn là nói là củ hoa là trồng á hay bị vàng trái lắm. Nhưng mà theo như mình á là khi mà các bạn mà trồng á củ hoa mà bắt đầu nó đang ra bông nha thì các bạn là nhớ bổ sung phân liền. Tại vì cái lúc đó là cái lúc đó là dây nó cần dinh dưỡng nhiều đó để khi mà trái mà bắt đầu mà nó đậu trái á, nó đậu trái ra cỡ như vậy nè các bạn. Đó đó, trái mà nó ra cỡ như vậy nè là dây á, nó phải cần dinh dưỡng nhiều để nó nuôi trái đó. Nhưng mà cái này là các bạn còn nói là trái nó ra nhiều nhưng mà các bạn bón với lại cái số lượng phân á là nó hơi bị ít quá, lợi mình bón cái khoảng cách nó hơi bị xa ngày quá thì nó sẽ không đủ kịp dinh dưỡng để mà nó nuôi trái nên là trái nó sẽ bị vàng hơn. Đó, nó bị vàng đó. Nên cái củ hoa này á, là thường thường á, là mình bón là khoảng 15 với 20 ngày là mình sẽ bón một lần đó. Còn mà ví dụ như mà nó ra trái hơi bị nhiều á, nó ra trái nhiều á thì mình phải bón rút ngắn ngày lại chút xíu. Đó, ví dụ như là bình thường á, trái bình thường như vậy thì mình bón là 15-20 ngày thì mà trái nó ra nhiều chút nữa thì các bạn bón thuộc trở lại là 15 ngày trở lại. Đó, mình bổ sung hơi liền liền chút để cho cái trái của nó đủ dinh dưỡng á là nó sẽ không có bị vàng. Đó. Là nó đủ sức để nó nuôi không mà. Cái dây nó mới nuôi. Nè các bạn coi một lần này cũng tới mấy trái luôn. Tới mấy trái luôn. Trái nó ra nhiều. Đó, lợi thứ hai nữa đó là cái củ hoa mà nó bị vàng trái nữa là nhiều khi ông đó các bạn. Ông rùi vàng á chích nó. Cái nó cũng bị vàng trái. Đó. Thứ hai nữa, thứ ba nữa đó là ví dụ như các bạn mà trồng á mình trồng xa chút gì á thì cũng được. Nếu mà các bạn mà trồng gần quá đó mà cái dây mà nó tốt quá đi là mình các bạn phải nhớ là cắt tỉa bỏ bớt lá nha. Cắt tỉa bỏ bớt lá ở dưới gốc. Đó, ví dụ như vậy là mình có thể cắt bỏ bớt lá dưới gốc. Đó. Cắt tỉa bỏ bớt lá. Rồi ở bên trên này cũng vậy, ví dụ như ở bên trên này những cái lá mà nó bị hơi bị vàng mà bị già không mà. Nó già mà nó vàng á. Các bạn cũng tỉa bỏ bớt lá để cho có ánh nắng đó các bạn. Đó. Để cho nó có ánh nắng. Mình mà trồng cái gì cũng vậy là củ hoa mướp hay bầu bí gì á là mình thường hay tỉa lá lắm. Tỉa lá mình sẽ bỏ bớt. Ồ bên gì quá trời trái luôn mà.
trồng 2 giây, 2 giây mà nó ra cũng được như đây trái rồi, nấu nấu canh là ăn cũng được rồi. Đây nè, cái một cái sợi dây nữa ra trái nhiều rồi nha, con thấy không? Đó. Em được cái em biết ăn ngũ qua đấy quá anh chị, em ăn ruột không à? Trời thịt bạn thịt không à? Rồi, rồi bây giờ là mình chia sẻ với các bạn xem cái vàng củ qua của nhà mình ha. Dạ. Đó, thì sao là chắc mình thu hoạch ha? Dạ, thu hoạch sẽ quay các anh chị xem nha. Dạ, dạ chào các anh chị nha, chúc một buổi sáng tốt lành nha, bye bye. Rồi, các bạn.